Bạn đã bao giờ nghe nói về kim loại nặng chưa? Kim loại nặng có thể gây hại cho cơ thể, sức khỏe cũng như tinh thần của bạn. Chẳng hạn như ăn cá bị ô nhiễm, hoặc tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm môi trường, hoặc thực hiện các thủ thuật như xăm, chám răng, uống nước bị ô nhiễm, hoặc sử dụng các đồ gia dụng không đúng cách, hoặc sử dụng mỹ phẩm. Bạn có biết rau mùi có thể loại bỏ hầu hết các kim loại nặng ra khỏi cơ thể bạn trong vòng chưa đầy 2 tháng không? Nếu bạn xuất hiện các triệu chứng như trầm cảm, mất ngủ, mệt mỏi, trí nhớ kém, gặp khó khăn trong học tập, các vấn đề đường tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích, kích ứng da, rối loạn tự miễn dịch, các vấn đề thần kinh, đau mỏi cơ và thiếu máu thì bạn có thể có kim loại nặng trong cơ thể rồi. Nếu bạn đọc nhãn các thực phẩm, mỹ phẩm hoặc các sản phẩm chăm sóc cơ thể mà bạn đang sử dụng, bạn sẽ thấy các kim loại nặng như thủy ngân, niken, uranium, cadimi, chì và nhôm thường có trong thành phần của chúng. Các kim loại nặng có thể tấn công vào thần kinh trung ương và xương của chúng ta, nơi chúng tích tụ và tồn tại trong nhiều năm, có thể gây ra các triệu chứng này. Cũng có bằng chứng cho thấy các kim loại nặng có thể gây ra các bệnh nguy hiểm như bệnh tim, các vấn đề tuyến giáp, chứng mất trí nhớ, bệnh thần kinh, Alzheimer, tự kỷ, vô sinh và dị tật bẩm sinh. Nhưng bạn đừng lo lắng, có thể thải độc kim loại nặng ra khỏi cơ thể, loại bỏ các chất độc hại này và giảm thiểu ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe của bạn. Nhưng làm thế nào để loại bỏ những kim loại này? Phương pháp phổ biến để loại bỏ những kim loại nặng ra khỏi cơ thể là điều trị bằng liệu pháp chelation. Liệu pháp chelation là một thủ tục y tế để hòa tan kim loại nặng và loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể qua nước tiểu. Bạn có thể ăn rau mùi nếu bạn đang tìm kiếm một sự thay thế tự nhiên hơn, dễ làm tại nhà mà có thể thải loại được những kim loại nặng này. Rau mùi hoạt động tốt khi được kết hợp với chonera, một loại táo xanh, và chúng là một cặp hoàn hảo để thải độc những kim loại nặng ra khỏi cơ thể. Bạn nên dùng 3 lần một ngày và trong tối đa 3 tháng. Theo một số nghiên cứu, thải độc kim loại nặng bằng rau mùi và tảo lục chonera có thể loại bỏ trung bình 87% chì, 91% thủy ngân, 74% nhôm ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên trong vòng 45 ngày. Thật tuyệt vời phải không các bạn? Bạn có thể thêm rau mùi tươi vào hầu hết các món ăn sống và chín hàng ngày. Hãy thử trộn dầu ô liu, rau mùi tươi, nước cốt chanh với một ít muối để tạo thành một loại nước sốt thơm ngon cho các món rau nấu chín hoặc salad. Bạn có thể dùng táo xanh, chonera và rau mùi dưới dạng nước ép hoặc sinh tố. Cảm ơn bạn đã xem hết video này.